Hello mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review 8 tựa game kinh dị cho mọi người nha. Ok, mình sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên là Slendrina Chapter 2. Play nha. Day one. Ui, đây luôn này. Sạch lại máy bay. Khóa cửa nha. Khóa phát cây. Ok, không cần mở khóa nhé. Ui. Ok. Chào đi luôn nha anh em.
Ok. Con bạc ra đi nha. Ok. Giờ mình sẽ thoải mái đi tìm đồ hơn. Okay, đây có kéo đây. Cái cây ok à, tính chưa nha anh em. Oh no. Ok. Mình sẽ phải chạy trốn nha. Hãy tạm anh em ạ. Thuyền này. Ok, xác nó hòm này. Mình sẽ thả lúc cây nha. Chìa khóa mở cửa trước này. Mình sẽ thoát ra khỏi đây. Okay.
Nói game nha. Rani. Đây rồi. Ở đây okay. Một con cây. Tay quay này. Tay đi. Sắp cái cây chẳng có kéo. Master cây chúng ta chỉ wow. Bình. Ê.
Next game is the holo game. Chơi. Okay, xuống hầm nhé. Okay. Túi nữa thôi nha. Ok. Meet the meet one. Play. Thank you.
got you. Con heo không đây nha. Kịp trong nhà nhé. Mình sẽ đi tìm mật mã nha. Cốt à. Great card. Và trốn vào đây. Hopps Slendrina. Look.
các em nha. So baby. Mất công sâu sắc. Tình gom nha. Ok. Nhắc em nhé. Ice cream.
Chìa khóa hay mở gì đây ta? Ok, mà em thấy ok, Mr. Hope. The bad one.